Trong cuộc sống có ba người bạn không được phép làm tổn thương. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống nhiều quyền lợi va chạm nhau, người ta vì lợi ích của mình mà làm tổn hại tới lợi ích của người khác. Suy cho cùng, trên thực tế, bất kỳ ai đang làm tổn thương người khác thì họ cũng phải trải qua việc bị người khác làm tổn thương. Nhưng không phải ai cũng có thể bị tổn thương, bởi họ biết rằng một số người một khi đã tổn thương thì sau này không chỉ hối hận quá muộn mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của chính họ. Và ngày thường, những người không được để bị tổn thương là ba người sau đây sẽ ảnh hưởng tới tài vận nửa cuối cuộc đời. 1. Cha mẹ. Tầm quan trọng của cha mẹ đối với một người là hiển nhiên tự nhiên, và họ đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của mọi người. Nhưng khi trẻ lớn lên, cha mẹ có thể giúp đỡ ngày càng ít hơn, và thậm chí trong mắt một số người, điều đó sẽ mang lại một số trở ngại. Trên đời này, tình cảm gia đình là thứ tình cảm chân thành và cảm động nhất trên đời. Yêu con còn hơn yêu chính mạng sống của mình. Nếu một người có thể làm tổn thương chính cha mẹ của mình, thì đương nhiên sẽ bị những người xung quanh, thậm chí cả xã hội chối bỏ. 2. Người bạn yêu. Sức mạnh kỳ diệu của tình yêu ở chỗ, nó rõ ràng là một thứ tình cảm vô hình, nhưng nó lại có sức mạnh khiến bạn khóc, khiến bạn cười, khiến bạn hạnh phúc và khiến bạn đau khổ. Nhiều người làm tổn thương người thân của họ cùng lúc, cũng như họ cũng phải chịu tổn thương và đau khổ vì điều đó. Có người cho rằng nỗi đau chỉ là nhất thời, mai sau sẽ có tình yêu đích thực. Nhưng mãi về sau mới thấy rằng những kỷ niệm đẹp đẽ ấy, những khoảnh khắc hạnh phúc ấy không bao giờ có thể quay trở lại được. 3. Những người yêu bạn. Tôi không biết bạn đã bao giờ thử tự hỏi bản thân mình, bạn có gì tốt và đáng được người khác yêu mến. Cho dù nó có vẻ ngoài vô song, tài phú khó cưỡng hoặc có sức mạnh khủng khiếp, nếu không có những thứ này thì còn gì đáng giá bằng. Hãy biết ơn tất cả những người sẵn sàng đặt trái tim của họ vào bạn, và hãy biết ơn những người sẵn sàng ràng buộc tương lai quan trọng nhất của họ với bạn. Và một người không biết ơn sẽ làm tổn thương những người yêu thương mình, và chắc chắn người đó sẽ bị những người xung quanh hắt hủi. Khi bạn cần sự giúp đỡ, và một ngày nào đó người khác sẽ tự nhiên làm ngơ trước bạn. Nếu mắc phải 4 điểm sau, hãy nhanh chóng sửa sai, kẻo ai cũng ghét. Kính thưa quý vị, nếu mắc phải 4 điểm sau, hãy nhanh chóng sửa sai, nếu không đồng nghiệp và lãnh đạo sẽ ghét bạn đấy. 1. Những câu chuyện phiếm. Ở nơi làm việc, cho dù bạn thích truyền bá hay nghe chuyện phiếm, hãy để ý mọi thứ và cố gắng tham gia ít nhất có thể. Hãy chú ý rằng bất cứ chuyện phiếm nào cũng có rất ít năng lượng tích cực, đa số là lan truyền điều đúng sai của người khác. Nếu bạn may mắn thì câu chuyện này sẽ trôi qua nhanh và bị lãng quên. Tuy nhiên, nếu một ngày mà câu chuyện phiếm kia làm ảnh hưởng tới một điều gì đó, bạn sẽ trở thành cái gai trong mắt của người khác. Bạn vô tình trở thành kẻ buôn chuyện và bị tung tin đồn thất thiệt. Khi đó, đừng nói lãnh đạo ghét bạn, thậm chí đồng nghiệp sẽ dè chừng khi nhìn thấy bạn, không liên lạc với bạn. 2. Nói chuyện lớn tiếng. Những người như vậy luôn thích nói chuyện thoải mái trước mặt người khác, như thể họ biết thiên văn, địa lý. Không có chuyện gì mình không biết. Họ có vẻ biết rất nhiều, nhưng thực tế là họ không có ranh giới nào cả, không đáng tin cậy, khoe khoang và hống hách. Vì vậy, ở nơi làm việc, bạn phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên ngậm miệng. Dù là diễn sâu hay giả vờ, bạn sẽ còn cả một chặng đường dài phía trước. Nếu không tạo dựng hình ảnh ổn định và đáng tin cậy
về bản thân mình thì cơ hội thăng tiến sẽ rất hạn chế. 3. Tham lam. Vốn dĩ tham lam là để miêu tả một người tương đối ích kỷ, nhưng cái này thực tế là không phải hoàn toàn sai. Bản chất con người muốn được sủng ái một chút cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, một khi bạn hình thành thói quen như vậy trong công việc, bạn quá khôn khéo, bạn tự cao trong mọi việc, không làm những điều không tốt cho mình, sớm muộn bạn cũng sẽ bị mất đi uy tín trong mắt đồng nghiệp. Điều cần làm là bạn nên thay đổi lập trường của mình và suy nghĩ về nó, để xem bạn đối xử với những người xung quanh như thế nào. 4. Đứng núi này trông núi nọ. Tham vọng cho thấy bạn là người có chí cầu tiến. Bạn luôn muốn nhiều hơn những gì mình có thể nhìn thấy được. Bạn không bao giờ hài lòng. Bạn cũng không cần so bì hay là ai đó đốc thúc. Bạn nỗ lực hết mình chỉ để đạt được những điều bản thân mong muốn. Trên thực tế, không ai có thể làm việc hiệu quả khi tâm trí đang để ở đâu khác. Bạn không thể tập trung vào những gì thật sự quan trọng. Bạn không tìm thấy niềm vui ở bản thân và ở những gì đang làm. Khi không còn hứng thú với công việc, bạn làm việc hời hợt, mất tự tin. Lúc này lãnh đạo chắc chắn sẽ không muốn trọng dụng một người có tâm trạng bất ổn như vậy. Biết đâu là ranh giới không nên bước qua, đâu là điều không nên hỏi và đâu sẽ là điều sẽ tốt hơn khi không nói. Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Ở đời, đôi khi biết im lặng sẽ tốt hơn là nói. Có 3 điều người khôn ngoan sẽ không bao giờ hỏi. 1. Không hỏi những gì người khác không muốn nói. Có lẽ ai cũng từng gặp trường hợp một người sững lại khi bị hỏi câu nào đó rồi nhanh chóng mỉm cười và chuyển chủ đề. Những lúc này, người khôn ngoan có thể nhận ra rằng là do người đó không muốn chia sẻ, và họ sẽ biết cách dừng lại chủ đề đó, thay đổi hướng câu chuyện và cùng hợp tác. Tuy nhiên, một số người không kiềm chế được sự tò mò của mình mà liên tục đặt ra câu hỏi, khiến người đối diện cảm thấy rất không thoải mái. Đừng hỏi những gì người khác không muốn nói, đó là một trí tuệ. Đôi khi bạn càng biết nhiều lại càng không tốt. Khi người khác ngại nói, bạn gặng hỏi, kết quả là bạn biết được bí mật của người khác. Đó cũng là gánh nặng trên vai. Bí mật đó khi đến tai người khác, ngay cả khi không phải do bạn tiết lộ, bạn vẫn có thể trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ. Và